Hey yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series về Pokemon của M2Deal Channel. Đối với một người dù đã chơi Pokemon Trading Card Game một thời gian thì việc tự xây dựng cho mình một bộ bài là điều khá là khó. Còn đối với những người mới làm quen thì đây gần như là không thể khi có quá nhiều lá bài, các kỹ năng và quá nhiều các chiêu thức mà có thể bạn chưa hề biết tới. Tuy nhiên, việc này sẽ được cải thiện qua thời gian khi bạn được chơi với nhiều các đối thủ khác nhau, nhưng việc kết hợp những lá bài này lại thành một bộ bài hoàn chỉnh vẫn là một thách thức khá lớn. Theo yêu cầu của rất nhiều bạn ở video trước, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cách để các bạn có thể tự xây dựng cho mình một bộ bài Pokemon hoàn chỉnh. À, nếu như chưa bấm nút subscribe thì nhớ bấm ngay để ủng hộ cho M2Deal Channel các bạn nhé. Trước hết, chúng ta cần biết hai điều bắt buộc đối với một bộ bài Pokemon. Thứ nhất, mỗi bộ bài chỉ bao gồm 60 lá, không được nhiều hơn hay ít hơn số 60 này. Thứ hai, bạn chỉ được sử dụng 4 lá bài giống nhau cho mỗi bộ bài. Riêng đối với các lá bài năng lượng cơ bản thì bao nhiêu lá cũng được. Để các bạn dễ hình dung hơn về việc xây dựng một bộ bài Pokemon, ở đây mình sẽ sử dụng một bộ bài mẫu của nhà vô địch Pokemon thế giới năm 2018, Pedro Angunio Torres, để xem cách anh ta làm thế nào để có một bộ bài mạnh như vậy. Hiện bộ bài này đang được bán trên website m2dealstore.com và cũng còn rất nhiều các bộ bài của các nhà vô địch khác. Đầu tiên, để xây dựng một bộ bài Pokemon, chắc chắn các bạn sẽ phải có các Pokemon. Bạn sẽ chọn cho bộ bài của mình những Pokemon mà bạn cho là mạnh và dễ sử dụng. Sau đó, bộ bài sẽ xoay quanh Pokemon này. Như ở đây, chúng ta sẽ có Rayquaza GX làm Pokemon chủ lực cho bộ bài. Do đây là cô Pokemon chính nên chúng ta sẽ cần tận 4 lá để đảm bảo cho có đủ Pokemon gây sát thương. Bạn có thể chọn từ 2 hoặc 3 Pokemon chủ lực cho mỗi bộ bài của mình. Khi đó, mỗi Pokemon chủ lực chỉ cần 2 hoặc là 3 lá cho mỗi loại, vì bạn sẽ cần chỗ cho các Pokemon hỗ trợ. Nếu bạn chỉ tập trung quá nhiều vào các Pokemon chủ lực sẽ không đủ chỗ cho các lá bài trainer. Lúc này chúng ta sẽ dễ lâm vào cái tình trạng cầm quá nhiều Pokemon trên tay mà vẫn không thể làm gì khác. Vấn đề cân đối số lượng lá bài rất quan trọng nha các bạn. Thường thì sau Pokemon chủ lực, mỗi bộ bài đều có cho mình một Pokemon dự bị phòng cho các trường hợp xấu, như ở đây Torres đã chọn Circuitry GX với kỹ năng vô cùng khó chịu. Circuitry GX có kỹ năng đặc biệt là kháng mọi sát thương từ những Pokemon đang có năng lượng đặc biệt gắn vào. Chắc chắn khi thi đấu ở một tầm mức chuyên nghiệp sẽ có rất nhiều đấu thủ sử dụng năng lượng đặc biệt. Và hiển nhiên là Circuitry GX có thể giúp đem lại rất nhiều thời gian chuẩn bị cho Rayquaza xuất thân, hay thậm chí giúp bạn áp đảo hoàn toàn trận đấu nếu đối phương sử dụng nhiều năng lượng đặc biệt. Kế đó, chúng ta sẽ có Tabu Lele GX với kỹ năng giúp rút thêm một lá bài hỗ trợ. Kỹ năng này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị đội hình rất nhanh nếu bạn mở đầu trận đấu bằng Tabu Lele. Hơn nữa, nó còn hữu dụng hơn khi với chiêu thức gây sát thương dựa trên tổng số năng lượng của hai Pokemon đang chiến đấu. Có thể nói đây chính là Pokemon vô cùng khó chịu với lượng sát thương không bị giới hạn. Torres chỉ sử dụng một Tabu Lele GX để tiết kiệm chỗ cho các lá bài khác. Về Pokemon hỗ trợ, gần như hầu hết các bài thủ đều chọn các lá bài Pokemon hỗ trợ có kỹ năng rút bài, vì rút bài chính là chìa khóa để chiến thắng. Khi bạn triển khai được chiến thuật của mình nhanh hơn đối thủ, như ở đây, sự lựa chọn của Torres cũng giống với hầu hết các bài thủ hiện nay, khi chọn cho mình Oranguru. Kỹ năng rút 3 lá bài và chiêu thức gây sát thương cũng dựa trên năng lượng, gần giống như Tabu Lele, và chỉ sử dụng 1 lá. Đây là quyết định khá nguy hiểm, vì lỡ như lá bài bị đặt vào vùng Rice Card ngay từ đầu thì chiến thuật này coi như nghỉ sớm. Thường chúng ta nên sử dụng 2 lá cho các Pokemon dạng này. Bên cạnh đó, vẫn còn một số các Pokemon có kỹ năng rút bài khác như là Shaymin hay Octillery, tùy thuộc vào chiến thuật mà các bạn có thể tham khảo thêm. Tiếp theo, Torres đã chọn Machado. Với kỹ năng khi bạn đặt nó từ tay xuống vùng chờ,
Cả hai bài thủ sẽ xào lại các lá bài trên tay vào bộ bài, sau đó rút 4 lá mới. Điều này sẽ gây khó khăn cho đối thủ những lúc họ đang thắng thế với nhiều lá bài trên tay hơn chúng ta. Và Torres tất nhiên đã sử dụng 2 lá Machado, vì anh ấy cho rằng có lẽ bộ bài của mình khá yếu vào giai đoạn ban đầu. Như vậy chúng ta đã có 9 lá bài Pokemon. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần năng lượng. Do Crayquacha mang hệ rồng nên cần hai dạng năng lượng, ở đây là cỏ và sét. Việc lựa chọn số lá bài năng lượng cũng vô cùng quan trọng, vì nếu bạn sử dụng quá nhiều thì sẽ dễ lâm vào tình trạng rút toàn là năng lượng. Ở đây do Crayquacha và các Pokemon trong bộ bài sử dụng các chiêu thức dựa trên số năng lượng, nên Torres sử dụng 7 lá năng lượng lá và 7 lá năng lượng sét cho bộ bài của mình. Khá là nhiều các bạn ạ. Thường mình hay thấy các bài thủ chỉ sử dụng từ 8 hoặc nhiều nhất là 12 lá năng lượng, vì chúng ta đã có các lá trainer giúp tìm năng lượng dễ dàng và tái tạo lại khi chúng đã xuống 1, như là Max Elixir, Acrobite, Super Frost, Energy Recycle, Mega Turbo, Puzzle of Time, v.v. may. Vậy là chúng ta đã có được 23 lá gồm 9 Pokemon và 14 năng lượng. Còn lại 37 lá sẽ dành cho các lá bài trainer để các bạn áp dụng được chiến thuật của mình dễ dàng hơn. Nghe 37 lá trainer mà hết hồn phải không các bạn? Đây là các lá bài trainer của chúng ta. Trainer sẽ bao gồm hai loại, đó là Supporter và Item Card. Supporter hay tiếng Việt có thể gọi là lá bài hỗ trợ. Đặc điểm của các lá bài này là chỉ được sử dụng một lá duy nhất trong mỗi lượt, đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc lúc nào nên sử dụng lá nào. Thứ hai đó là Item, hay tiếng Việt còn gọi là trang bị. Các lá bài này được sử dụng bao nhiêu tùy thích trong mỗi lượt. Chúng ta sẽ cùng đi đến các Supporter trước nhé. Thông thường, các Supporter thông dụng nhất vẫn là các lá có hiệu ứng rút bài. Và như mình đã nói ở trên, rút bài chính là sức mạnh của bộ bài. Ở đây, nhà vô địch đã chọn Professor Sycamore với cái hiệu ứng hủy bỏ các lá bài trên tay và rút 7 lá. Đây có thể coi là Supporter quyền lực nhất mà mọi bộ bài đều phải có. Và mình khuyên các bạn nên sử dụng 4 lá như thế này cho bộ bài của mình. Đối với các lá bài như là Ultra Ball, bạn sẽ dễ dàng sử dụng hết bàn tay và chỉ chừa lại Sycamore, sau đó lại có thêm 7 lá bài để tiếp tục khai triển chiến thuật của mình một cách nhanh nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ có Lily. Rút bài cho đến khi bạn có 6 lá bài trên tay, và nếu đây là lượt đầu tiên, đây mình để lại cho rõ nha. Rút bài cho đến khi bạn có 6 lá bài trên tay, và nếu đây là lượt đầu tiên của bạn, bạn có thể rút cho đến khi có 8 lá. Torres chỉ sử dụng 1 lá và còn lại là 4 lá Guzma. Guzma có hiệu ứng là đổi vị trí của một Pokemon ở vùng chờ với Pokemon đang chiến đấu của đối phương. Khi đó chúng ta cũng làm điều tương tự ở phần sân của mình. Khi mà dùng hiệu ứng này, chúng ta có thể nuôi các Pokemon chủ lực ở vùng chờ. Đến lúc đủ mạnh thì sẽ dùng Guzma để mang nó trở lại trạng thái chiến đấu. Hay bạn cũng có thể dùng Guzma để làm chậm đối thủ khi chuyển Pokemon hỗ trợ của họ lên trên, vừa câu giờ vừa tìm cách knock out Pokemon có các kỹ năng khó chịu. Vì bộ bài này cũng cần khá thời gian để nuôi nấng các Pokemon, với cái số năng lượng trên đến 14 lá nên Torres sử dụng đến 4 lá Guzma. Như vậy chúng ta đã có thêm 9 lá bài Supporter. Theo mình là khá ít Supporter cho một bộ bài. Tuy nhiên thì tùy chiến thuật vào mỗi người, các bạn có thể tham khảo thêm một số cái Supporter hiệu quả khác như là N, Brigitte, Pokemon Fan Club, Sona, Ace Trainer và vô vàn các Supporter hữu hiệu khác nữa, tùy thuộc vào chiến thuật của các bạn chọn. Tổng số bây giờ là 32 lá, bao gồm Pokemon, Energy và Supporter, còn lại 28 chỗ Torres đã dành trọn cho các lá bài item. Và đây là các item của bộ bài này. Như mình đã nói ở trên, lá bài nào càng quan trọng sẽ được sử dụng càng nhiều. Và các bạn có thể thấy ở đây có tận 3 item được sử dụng đến 4 lá. Cụ thể hơn, Mysterious Treasure hủy bỏ một lá bài trên tay, sau đó tìm trong bộ bài một Pokemon hệ tâm linh hoặc là hệ rồng, cho đối thủ xem, đặt nó lên tay rồi xào lại bộ bài. Mysterious Treasure giúp mang ra các Rayquaza hay là Tabulele nhanh và nhiều nhất có thể.
Tiếp theo đó là Puzzles of Time, lá bài với kỹ năng xếp lại 3 lá bài trên đỉnh của bộ bài theo bất kỳ thứ tự nào mà bạn muốn, hoặc lấy 2 lá bất kỳ từ vùng mộ lên tay. Chúng ta có thể mang về các Pokemon đã bị tiêu diệt hoặc các supporter hoặc bất cứ thứ gì mà bạn cần. Rất là hiệu quả các bạn. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có Max Elixir, cho phép các bạn nhìn vào 6 lá bài trên đỉnh của bộ bài. Nếu có năng lượng thường nào ở trong đó, bạn có thể lấy chúng và gắn vào bất kỳ Pokemon nào dưới vùng chờ. Do các Pokemon trong bộ bài này đều sử dụng chiêu thức liên quan đến số năng lượng tích trữ, nên việc sử dụng 4 lá Max Elixir là điều rất là dễ hiểu. Đối với các bộ bài khác, các bạn vẫn có thể sử dụng từ 1 đến 2 lá, rất là hữu ích. Tiếp theo đó là một item mà hầu hết các bài thủ đều sử dụng, đó chính là Bloodstone. Pokemon được item này gắn vào sẽ không tốn năng lượng để rút lui về, rất cần thiết cho các Oranguru hay là Machado, hoặc các Pokemon khác như Octillery hay Shaymin, hay các Pokemon chỉ dùng để sử dụng kỹ năng. Mình cũng khuyến khích các bạn nên sử dụng 2 lá cho mỗi bộ bài. Hãy tưởng tượng tất cả cái năng lượng của bạn đã dùng để nuôi các Pokemon chủ lực, và khi đối thủ đổi chỗ cho các Pokemon này lên trên, có thể sẽ bị bí, không còn năng lượng để rút lui về và dẫn đến việc bạn thua trận đấu. Kế đến cũng là những lá bài rất quan trọng, đó là các item dùng để rút bài. Torres ở đây đã sử dụng Ultra Ball, loại bỏ 2 lá trên tay và tìm một Pokemon từ bộ bài lên tay, và Torres đã sử dụng 2 lá. Tiếp theo là Acrobat, cho phép nhìn thấy 2 lá trên đỉnh của bộ bài, lấy 1 lá lên tay và loại bỏ lá còn lại. Chúng ta sẽ cần có 3 lá vì nó cơ động hơn Ultra Ball một chút, do có thể rút bất kỳ loại lá bài nào. Mình xin nhắc lại là những thành phần giúp bạn rút bài là vô cùng quan trọng nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có những item dùng để gây khó khăn cho đối phương. Torres đã chọn 3 lá Joy Band. Đây, giúp đòn đánh của Pokemon được nó gắn vào sẽ gây thêm 30 sát thương khi chiến đấu với các Pokemon EX và GX của đối phương. Hiện nay thì khả năng gặp những bộ bài có Pokemon EX và GX là cực kỳ cao. Kế đến là 2 lá Field Blower, cho phép bạn loại bỏ bất kỳ 2 tool card và môi trường trong bàn đấu. Tool card là những lá bài item dùng để gắn vào các Pokemon như là Choice Band hay là Floatstone khi nãy. Một lá Escape Rope, với tác dụng cũng giống như Guzma, đổi vị trí các Pokemon của hai người chơi. Và cuối cùng, không quan trọng nhưng cũng không thể thiếu, đó chính là những item để giúp lấy lại các lá bài đã bị loại bỏ, như là Super Rod hay là Rescue Stretcher, giúp mang về những năng lượng và các Pokemon đã mất. 60 lá bài này đã làm nên chức vô địch thế giới của Torres, và chúng ta đã được thấy cách anh ta xây dựng bộ bài này như thế nào. Không nhất thiết các bạn phải lựa chọn số năng lượng, Pokemon hay trainer card giống hệt như bộ bài này. Chúng ta có thể linh hoạt tăng giảm số lượng giữa chúng để phù hợp với chiến thuật của chính mình. Và rồi, đây là phần hướng dẫn xây dựng bộ bài Pokemon của mình dựa trên một bộ bài mẫu của nhà vô địch thế giới 2018 Pedro Arguello Torres. Hy vọng sẽ giúp ích được cho những bạn mới làm quen với Pokemon Trading Card Game. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình ra thêm nhiều các video về Pokemon hơn. Nếu các bạn muốn xem lại các video trước thì hãy nhấn ngay trên màn hình ngay đây. Xin chào và hẹn gặp lại.